Xin chào các bạn trở lại với chuyên mục kiến thức máy tính trên kênh Netmedia CCTV. Trong video clip hôm nay, mình sẽ cùng với các bạn thực hiện hàm convert trên Excel. Hàm convert dùng để chuyển đổi đơn vị giữa các đại lượng và hỗ trợ rất là nhiều đại lượng được sử dụng trên thế giới hiện nay. Mời các bạn nhìn lên màn hình, đây là cấu trúc của hàm convert. Hàm convert có 3 đối số. Đối số thứ nhất là number, là số lượng. Đối số thứ hai là đơn vị vào. Đối số thứ ba là đơn vị đích. Như vậy, ở đây mình ví dụ có một cột số lượng. Và bên đây mình có một cột là chuyển đổi đơn vị. Ở đây mình để là chuyển đổi đơn vị một cách tổng quát vì mình đang hướng dẫn làm rất là nhiều đơn vị, trong khi các bạn có thể sử dụng là chuyển đổi đơn vị ví dụ từ lít sang là calon hoặc là từ dặm sang km. Ở đây mình điền số lượng là 100. Mình điền tròn trăm cho nó dễ tính nha các bạn. Mình định dạng cái bảng lại một chút xíu để cho được đẹp mắt và dễ nhìn. Và bên đây, cái ô chuyển đổi đơn vị các bạn sẽ đánh hàm convert. Đối số thứ nhất là number, là số lượng, các bạn lấy từ cái ô số lượng. Đối số thứ hai là đơn vị cần chuyển đổi. Ví dụ ở đây mình chuyển đổi đơn vị từ lít sang gallon. Bạn có thể đánh chữ L để nó có thể tìm nhảy nhanh đến cái khu vực chứa chữ lít. Các bạn nhìn ở trong cái list box nó sổ xuống thì rất là nhiều cái đơn vị được hỗ trợ ở đây. Các bạn chọn trong này. Hoặc nếu các bạn đã thuộc rồi thì các bạn cứ để cái chữ cái như thế này nó cũng hiểu. Đây là list chuyển sang đơn vị gallon. Gallon cái này là đơn vị đo đông của nước ngoài hoặc ở Mỹ. Hoặc là ở các nước châu Âu rồi đó các bạn. Ta thường xài là gallon. Ví dụ như đông xăng hoặc là đông dầu. Ta thường là đông gallon. Ok. Như vậy đây là một cái hàm chuyển đổi đơn vị từ lít sang gallon. Bằng enter. Kết quả đó là số lượng là 100 lít. Nó chuyển đổi sang là được khoảng 26,5 gallon các bạn. Còn nếu các bạn muốn 1 lít là bao nhiêu gallon thì các bạn có thể đánh số 1. Như vậy 1 lít nó có bằng 0,26-27 gallon thôi. Tương tự mình sẽ chuyển đổi thử đơn vị từ mile sang km nha các bạn. Thì ở đây mình cũng đánh cái hàm là convert. Số lượng là 1. Mình sẽ chuyển đổi từ mile. Đây. Đây là hải lý nè các bạn. Đây là hải lý. Còn ở trên nó là dặm. Mình sẽ chuyển đổi từ hải lý. Hải lý là NMI. Sang nó không có km mà nó có mét thì mình sẽ chuyển đổi sang mét. Như vậy một hải lý sẽ bằng 1852 mét, hay còn gọi là 1,8 km. Như vậy vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng hàm convert để chuyển đổi đơn vị qua lại đầu và cuối.
Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn chuyển đổi đơn vị tiền tệ. Thì để chuyển đổi đơn vị tiền tệ, chúng ta cần có một bảng tỷ giá. Đầu tiên, ví dụ như bạn cần lấy bảng tỷ giá trên ngân hàng của Vietcombank. Bạn truy cập vào website của Vietcombank. Và bạn để ý phía dưới của website Vietcombank sẽ có là tỷ giá. Như vậy chúng ta sẽ bóc tách cái bảng tỷ giá này đưa vào sheet Excel bằng cách bạn copy cái URL của trang web Vietcombank. Bạn trở lại cái chương trình Excel của chúng ta. Bạn di chuyển qua tab Data. Bạn nhìn bên tay trái phía trên là chúng ta sẽ click vào cái Get Data from Web. Một cái form bật lên và các bạn nhấn Ctrl V để bắt cái URL từ trang web Vietcombank vào. Bạn nhấn OK. Sau đó bạn đợi ít giây để kết nối đến trang web Vietcombank. Quá trình kết nối kết thúc thì chúng ta sẽ nhận được hai cái table. Table 0 và table 1. Thì ở đây bạn quan sát đó là table 0 này là cái table là tỷ giá mua bán của các đồng tiền. Thì chúng ta sẽ click vào table 0 và chúng ta click vào load. Như vậy chúng ta đã có một cái bảng dữ liệu mua và bán của các đồng tiền ngoại tệ trên ngân hàng Vietcombank. Thì các bạn sẽ dùng cái bảng dữ liệu này để các bạn tính tỷ giá chuyển đổi đơn vị tiền tệ. Ví dụ ở đây mình có là đơn vị USD. Và bên đây là đơn vị là Việt Nam đồng. Thì ở đây số lượng USD là ví dụ mình lấy 1 USD. Và bên đây mình chuyển đổi sang Việt Nam đồng. Thì mình sẽ lấy ô của USD nhân với cái tỷ giá mua và bán của cái đồng USD này. Mình sẽ lấy tỷ giá là bán nhân ở đây. Thì mình sẽ ra được cái đơn vị Việt Nam đồng ở đây. Các bạn có thể vào cái format để chúng ta nhìn rõ hơn cái dấu thập phân, phân số. Mình sử dụng là dấu chấm. Đây mình không cần sử dụng hai số 0 sau cuối thì các bạn có thể bỏ. Ok, bây giờ mình điền ví dụ mình là 23 đô la, sẽ được 526.240 đồng. Và các bạn lưu lại thành một cái file. Và ưu điểm của cái việc lấy data của cái bảng tỷ giá trên website ngân hàng là chúng ta sẽ cập nhật mềm cái bảng dữ liệu này mỗi khi chúng ta mở cái file này lên. Để làm được điều đó thì các bạn vào cái mục data, bạn chọn property. Bên đây các bạn click vào cái query property và các bạn chọn là refresh data when opening the file. Để chúng ta cập nhật lại cái bảng dữ liệu mỗi khi chúng ta mở cái file Excel này lên, nó sẽ truy cập đến trang web của Vietcombank và load dữ liệu mới về. Như vậy trong video clip ngày hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn hai nội dung. Thứ nhất là sử dụng hàm convert để chuyển đổi đơn vị qua lại và được hỗ trợ rất là nhiều đơn vị hiện nay sử dụng trên thế giới. Thứ hai là hướng dẫn các bạn lấy bảng tỷ giá trên một website của một ngân hàng bất kỳ và chuyển đổi qua lại giữa các loại tiền tệ. Video clip đến đây xin kết thúc. Xin chào tạm biệt.
Hẹn gặp lại các bạn trong những video thủ thuật tiếp theo. Và các bạn đừng quên truy cập vào trang giáo án.link để xem và tải những tài liệu chất lượng miễn phí. Một lần nữa chào tạm biệt các bạn.